xin chào tất cả anh chị. Quay trở lại kênh của Thành Vũ ha, nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ, một cái kênh chuyên về phân khúc nhà giá cao nha. Còn Thành Vũ có thêm một cái kênh nữa là kênh nhà giá rẻ nha anh chị, là nhà Bình Chánh Long An giá rẻ của Thành Vũ nha. Đó, anh chị nhớ ủng hộ cái kênh phụ của Thành Vũ nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Thì hôm nay Vũ sẽ giới thiệu cho anh chị một cái căn nhà mặt tiền đường nhựa mà giá là rẻ luôn nha. Với giá là 1.650.000.000 thôi, giá thời điểm hiện tại và còn thương lượng bất lập cho anh chị nữa nha. Với diện tích bề ngang là ngang 5m luôn nha anh chị. Bề ngang 5m luôn, nhà mới luôn nha, chưa ai ở và đầy đủ công năng luôn, hai phòng ngủ luôn anh chị. Đó, bề ngang của căn nhà mình là 5m luôn, mặt tiền 5m luôn anh chị. Đường này là đường lập trung nha, quẹo trái thì anh chị ra ngã ba Mỹ Lộc nha. Đó, đi thẳng ra tới cuối đường thì mình quẹo trái về thị trấn Cần Giuộc, quẹo phải về ngã tư Sòi Đôi rồi nè anh chị. Còn phía bên đây đi thẳng thì ra cuối đường thì mình quẹo trái về chợ Long Thượng ha, hoặc đi về cấp mắt Cần Giuộc cũng khá là gần nha anh chị ha. Rồi, ở đây thì căn nhà của mình với bề ngang 5m nha, làm sẵn mái che và khoảng sân nhà mình đậu được ô tô luôn nha. Ở trên thì có làm cái mái che sẵn cho mình rồi anh chị. Tường nhà mình thì lường tường hàng rào ha, nhà mình là tường riêng cọc riêng hết nha anh chị. Đó, rồi có luôn một cái cổng bốn cánh đó nè, gạch chống chân trượt đầy đủ cho mình. Và ở đây thì mình có thêm một cái khoảng sân nữa nè ha, khoảng phòng khách được làm cao hơn so với cái phần sân của mình, đậu được mà sân này đậu được ô tô nha, đậu được 4 chiếc 4 chỗ 7 chỗ dư sức đậu luôn xe máy rồi được luôn anh chị. Và đây không gian phòng khách mình đây, cửa mình á, cửa của nhà thì được làm mà bằng cái cửa sắt và sơn rất là bóng anh chị, được làm kính bên trong nè ha. Đó, nói chung là cái thợ này làm cái tay nghề hơi bị cao anh chị, rất là bóng bẩy luôn. Đây, rồi ở trên đây chặn lão phòng thạch cao, ở dưới thì có một cái viên gạch thảm nha, gạch dạ bông hoa này kia anh chị. Đó, không gian phòng khách này mình làm thờ đồ cũng được, gạch chăn tường đầy đủ cho mình rồi, có một cái làm gió nữa anh chị. Đó, cái kiểu này nó hơi cọ cổ một xíu nha anh chị. Đó, nhưng mà cô chú lớn tuổi thì cũng thích cái kiểu này hơn. Rồi, ở trên thì trần lão phong thạch cao đầy đủ cho mình rồi, có chỗ dây để mà mình để bàn thờ tại địa nữa nè ha. Nhà mình thì tường riêng cọc riêng hết trơn nha, cọp đổ lội ra hết nè anh chị. Rồi, tiếp theo chính là cái khoảng phòng ngủ ngay phía sau đây. Đây, một không gian phòng ngủ cũng tương đối rộng anh chị, nhà mình 5m mà phòng ngủ thì cũng là full cho mình luôn rồi nha anh chị ha. Có luôn một cái cửa và gạch chăn tường đầy đủ cho mình. Đây, cái lối mình đây đó, nhà mình tới hai phòng ngủ luôn nha, hai phòng ngủ luôn anh chị. Đây, phòng ngủ thứ hai đây. Rồi, đây phòng ngủ thứ hai nha, trên thì trần lão phong thạch cao đầy đủ cho mình rồi ha. Rồi, tiếp theo nữa nè, còn luôn một cái khoảng bếp ở phía sau đây. Đó, một cái bếp nha anh chị, bếp chuyển lò nha, nhà mình còn nữa nha anh chị, tới khúc này là vẫn còn không gian nữa ha. Ở dưới thì tủ bếp dưới, tủ bếp trên đầy đủ rồi, ở trên cũng có tủ bếp trên nữa nè, tủ gỗ nha, tưới nước đồ thoải mái luôn nha anh chị, tủ này xài nước thoải mái nha, vô tư nha, gạch chăn tường đầy đủ rồi ha. Rồi, mở cửa ra thì ngoài này thì mình còn thêm một cái không gian giếng trời phía sau đây. Đó, ở dưới gạch chống chân trượt cho mình rồi, có vòi nước nữa nè ha. Ở trên thì phần nữa ở đây anh chị thì làm cái chằng cho mình rồi, mình đi ra mình đi vệ sinh á thì nó không bị ướt nha anh chị. Còn chỗ này thì không gian thoáng như thế này nè, mình để phơi đồ được ha. Rồi, máy giặt mình để trên đây luôn đó, có chỗ ống thoát ống cấp máy giặt rồi ha. Rồi, tiếp theo nữa nè thì mình còn thêm một cái nhà vệ sinh vòm cầu nè anh chị, ở vòm cầu rất mới tinh luôn ha, cửa nhôm kính mờ nha anh chị. Đó, và căn nhà mình với diện tích là ngang 5m nha và dài là 19m, nằm mặt tiền đường nha anh chị, gần chợ Long Thượng luôn anh chị. Đó, căn nhà mình với pháp lý là sổ hồng riêng hoàn toàn và đất là thổ cư 100% ha. Và giá của căn nhà là 1.650.000.000, giá trên là giá full hoàn toàn ha, không phát sinh bất kỳ chi phí gì thêm. Đó, anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi cho Thành Vũ nha. Nếu mà anh chị không đủ tiền, thiếu tiền nha anh chị, thì nhớ gọi cho Thành Vũ nha, Thành Vũ sẽ tính cho anh chị. Đó, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.